bây giờ nhá, thì là mình sẽ mình sẽ view cho mọi người một lần cái cách mà mình phân tích nhá. Cái quy trình đúng hơn là quy trình phân tích. Thì ở đây là có bao nhiêu người là phân tích có quy trình? Chắc được chỉ đúng rồi. Hỏi thế thôi chứ biết thì phải đến 95-99% là không có, mọi người không nghĩ. Để lại đa số nhảy vào là ví dụ thế nào là Pricing nến trơn nghe này. Ai là công cụ này công cụ kia chẳng hạn, chứ còn không có quy trình. Thực tế là chúng ta làm việc gì cũng phải có quy trình. Nhất là phân tích. Vì sao? Vì thị trường nó có nguyên lý của nó. Thì cái phần nguyên lý thì là chút nữa thì sẽ chia sẻ qua với mọi người. Nhưng mà đây nói trước đi cái quy trình. Bất biến đầu tiên này, mở không tháng. Kể cả muốn day trade nha, kể cả các bạn muốn day trade thì cứ phải mở không tháng ra. Như vậy là nó sẽ đá nhau với lại cái vấn đề đá nhau cái vấn đề là nhiều người nói rằng là em day trade nên em không cần nhìn đến không, em chỉ nhìn từ H4 hoặc V1 đổ lại. Cái đấy thì không phải sai, mà là sai quá trầm trọng, mà là sai ở cái tầm tư duy rồi. Bởi vì là vùng giá thì nó đâu có liên quan gì đến cái việc là khung nào quyết định như nào đâu. Chẳng qua là chúng ta chia khung thời gian, con người chia khung thời gian ra ấy, thì chúng ta dễ quan sát hơn, vì có từng giờ nó sẽ biến động nhiều hay biến động ít. Ví dụ như cái giờ mà banh làm việc hay là giờ mà các cái thị trường chứng khoán hoạt động ấy, thì thông thường là cái thị trường này nó sẽ biến động mạnh hơn. Ngoài cái khung giờ đấy ra thì rất dễ bị yếu tố đầu cơ nhảy vào, đúng không? Ví dụ như ông Nhật, các bạn có thấy là cái thằng Yên Nhật ấy, nhiều khi nó có những cái cây nến râu râu kiểu này này vào những cái khoảng thời gian mà rất ít thanh khoản, ví dụ như giao Mỹ với Á. Thông thường lúc đấy là lúc đấy gọi là lúc làm giá, mà nó sẽ giết chết những đầu cơ như chúng ta, gọi là trader nhỏ lẻ. Đấy thì nó nắng mừng chui, nên anh em mình là nếu đã chơi thì phải biết được những cái điều đấy để làm sao để có cái kế hoạch cho mình, cho nó gọi là tránh được những cái cú là chết một cách vô lý. Không để được như thế đâu em, vì nó mất cái ốc. Thì khi mình mở khung tháng ra thì các bạn phải hình dung ngay này. Cái đầu tiên mà các bạn hình dung cái vùng giá hiện tại này này, các bạn phải đọc được là nó có tính chất gì. Ở đây thì nó có tính chất gì, đúng không? Tính chất ở đây thì chỉ có hai tính chất thôi, là cung hoặc là cầu. Nếu nó không có, nó không nằm một trong vùng, trong hai vùng có cái tính chất đấy á, thì là chắc chắn là nó ở lưng chừng. Thì cái kết luận đầu tiên là tốt nhất là đừng mua bán gì cả. Vì sao? Vì nó nằm ở cái vùng mà không phải cung không phải cầu thì cái quy luật của nó mình khó nhìn ra, đúng không? Còn nếu nó nằm ở vùng cung thì có khả năng chúng ta canh bán được, chứ không phải nhất định là chúng ta sẽ phải bán, đúng chưa? Mà ít nhất là không mua. Nếu nó nằm ở vùng cầu thì là ít nhất là chúng ta không bán. Như vậy là chỉ cần hiểu được đến như thế thì mọi người sẽ tránh được cái việc là mua đỉnh và bán đáy, đúng chưa? Nói thì nói hay hơn, nhưng vào thực hành á thì nó phải sai một vài lần thì các bạn mới nhìn ra vấn đề. Thì cái yếu tố này nó lại dính đến một cái nữa là khi các bạn có tiêu chí để rèn luyện á, thì cái tài khoản demo hoặc là tài khoản nhỏ nó khoảng một vài trăm đô sẽ có tác dụng. Vì mục tiêu của bạn không phải là kiếm tiền lớn, đúng chưa? Mà kiếm tiền nhỏ thì demo thì nhiều mọi người lại hay khinh thường nó. Nhưng mà tài khoản real ấy thì lại là bị yếu tố là kiếm tiền vào, nên tốt nhất là cái kiểu như là mình thấy là dưới 1.000 đô thì đủ để các bạn vừa có tâm lý đủ giao dịch này, vừa có cái gọi là có cái niềm vui nếu nó ra tiền, có cái nỗi buồn nếu nó mất tiền. Tất nhiên là đi kèm bài quản trị nữa thì là các bạn sẽ làm rất là quen. Như ngày xưa mình có những thời gian là 6 tháng chỉ ôm để mua không, để giải quyết vấn đề nó lên hay xuống thôi. Bởi vì mục tiêu kiếm tiền chưa được đặt ra mà không kiếm được cứ nhảy vào lại chết. Đó thì cái quy trình đầu tiên là các bạn mở ra này, đặt được câu hỏi đó thì ngay lập tức các bạn phải tìm được cái vùng chủ đạo mà tạo ra cái vùng giá hiện tại này. Vì chúng ta biết rằng là thị trường nó chỉ có đỉnh và đáy trong một khoảng thời gian nhất định. Nhớ nên là cái tham số khoảng thời gian nhất định gọi là N đó, thì chúng ta phải tìm ra được là đâu là đỉnh đang chủ đạo và đáy chủ đạo trong cái giai đoạn hiện tại. Và tốt nhất là phân tích từ tháng trở xuống. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn thấy là vùng này là vùng đỉnh, đúng không? Trong quá khứ nó đã từng là ấy, đúng không? Đã từng là đỉnh. Vậy thì khi nó quay về đây thì vùng này bèo bọt là cái mức tham chiếu ở đây là vùng cung, đúng chưa?
nên là có muốn mua là phải xem có cầu không để mua nhá, và cầu đó có khả năng phá được cung này hay không, còn không tốt nhất là nằm im. Bán được hay không chưa biết nè, riêng cú bán này mình không bán được này. Mặc dù nó đâu ít điểm đâu, nhiều điểm đấy chứ, nhưng mà không bán được. Lý do là vì sao? Là bởi vì cái nhìn của mình nhá, cái cú sập này nó không đến được 70-80% sẽ thành công bằng cái cú mà mình mua ở dưới này lên, nên là không bán được là chuyện rất bình thường. Thì có đấy, nó cũng là hạn chế của cái gọi là level á. Nhưng mà gặp kiểu này nhiều lần thì dần dần các bạn quen, sau này các bạn sẽ bán được cái kiểu đó. Như mình là bắt đầu dần chạm đến, thậm chí là dần chạm đến cái day trade nó rất là ngồi im, không có nghĩa là không biết đó. Nhưng khi các bạn nhìn ra được cái vùng này, ít nhất vùng này chúng ta không mua. Còn muốn mua hay không thì chúng ta phải đánh giá được các cái vùng dưới này có phải là vùng cầu hay không. Đây, với cách nhìn nến thì hoàn toàn có thể nhìn ra được. Với cái dâu nến của cây này và dâu nến cây này thì có phải các bạn hình dung được ngay là cái đỉnh dâu này này, thì có phải ở đấy nó sẽ tồn tại những cái vùng mà trước đó nó là vùng gì? Cung. Đúng không? Đây có ai không hiểu cung cầu hay là nó kháng cự hỗ trợ? Em hiểu đi không bác? Sẽ có. Hiểu đi. Thì lúc đấy hoàn toàn có thể các bạn sẽ thấy nó như thế, thì các bạn sẽ dùng nó để tham chiếu để có thể vẽ nó ra. Lúc này các cái kiểu như đường kháng cự hỗ trợ này này mới phát huy tác dụng này. Đó. Như vậy ít nhất ở đây các bạn thấy được là cái vùng chủ đạo hiện tại là vùng cung này. Ít nhất là đến thời điểm hôm nay nhá, là vùng này đã có lực bán ra thì nó đã là vùng cung rồi. Đúng chưa? Và cái vùng cầu gần nhất là chúng ta để tham chiếu là vùng này, thì bây giờ nó bị phá về vùng này. Nhưng mà ở đây thấy nó rút chân lên đúng không? Chưa đóng cửa, chưa nói được điều gì. Thì ít nhất là chúng ta đã có tham chiếu rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái dòng tiền gần nhất nó đang như thế nào. Theo mọi người. Bắt. Nghĩ là nó sẽ xoay quanh đó. Đấy là em nghĩ. Còn anh em nói nghe em nhìn thấy cơ. Đừng chơi theo cái em nghĩ. Nghĩ nó phải có cơ sở. Thì ở trên là một vùng cung mạnh, ở dưới anh vẽ giữa hai cái đường mà hỗ trợ kháng cự đó tạo thành một vùng cầu. Và cái khoảng cách đó là cái biên độ đó là sideways. Rồi, ok. Tức là em đoán là giai đoạn sắp tới nó sẽ là vào sideways. Nhưng mà anh đang hỏi là dòng tiền gần nhất nó đang như thế nào? Tăng đúng không? Ít nhất là thấy dòng tiền gần nhất đang tăng đúng không? Đấy là lý do anh không bán được đấy. Mọi người hiểu chưa? Dòng tiền gần nhất anh xác định là nó đang tăng. Bởi vì thế anh không ưu tiên lệnh bán. Mặc dù ở đây anh không bán được là ở đây là vùng cung này. Nhưng mà dòng tiền gần nhất là đang tăng mà. Ở đây anh chỉ làm được cái là anh không mua thôi. Như vậy ở đây là anh tránh hai lần rủi ro rồi đúng không? Hai lần rủi ro rồi. Còn bây giờ nó đã về đến vùng này rồi thì có thể xem xét mua. Có thể xem xét mua thì lý do mình chứng minh trong hai cái clip gần nhất ấy. Thì các bạn thấy ít nhất nhìn như này là nến sơn đã ra là biết là mình nên làm gì rồi nha. Đôi khi mình đứng ngoài nó lại là chuẩn nha. Nhìn được như thế thì bắt đầu chúng ta sẽ vào tiếp cùng nhỏ hơn. Vẫn là những câu hỏi như thế. Với cái khung này chúng ta thấy vùng giá hiện tại có tính chất gì? Ít nhất ở đây là bây giờ thì vẽ thêm được cái vùng cung này. Nhiều bạn chơi theo supply demand ấy, sẽ tiếc này. Vì sao? Vì cái vùng này là vùng mà biết thế mình đặt limit ở đây theo đúng lý thuyết supply demand đúng không? Có chết dài nếu kiểu đấy. Lý do là vì sao? Trừ khi các bạn đủ cơ sở dữ liệu để các bạn xác định là 70% chỗ này là cung mạnh thì đặt limit ok, nó xuống được. Nhưng các bạn chỉ đơn giản là chỉ thấy đây là cái mô hình và nó xuất phát cho lực bán mạnh đó, thì đây các bạn đặt limit theo cái kiểu là thấy thì vào á thì chắc chắn chết. Còn cái lý do mà để đọc nó xuống thì là có thể là lý do cá nhân, các bạn có cái gì đó các bạn cảm nhận được chẳng hạn. Nhưng mình thì nói thẳng ra mình nhìn không ra. Nhưng mà ngày xưa khi mà hồi 2015 ăn nhiều nhất với cái kiểu đấy thì đoạn này là ăn ngon nha. Mặc dù level rất kém nhưng mà ăn được. Ăn được là vì không may nó trùng. Sau đó là giai đoạn là nó cứ lẹt đẹp mãi. Vì những tín hiệu này nó lại không chuẩn nữa thì không giải thích được là tại sao. Thế nên á, mình nhìn ra vấn đề là cái mà kết luận cuối cùng của chúng ta này này mới là cái quan trọng nhất. Mà kết luận là theo cái gì? Cung hay cầu? Các bạn mua thì các bạn phải kết luận được là cầu nó tăng hoặc cầu nó sẽ tăng. Nếu không kết luận như thế thì kể cả nó đi đúng thì cũng đừng có tiếc làm gì.
Bởi vì đấy không phải là cái mà mình nhìn ra, đúng không? Bán thì cung sẽ tăng. Nên là cái cách tư duy của mình á, điều đầu tiên là sẽ làm cho chúng ta là chậm. Chậm ít vào lệnh lại. Mà ít vào lệnh lại thì là cái rủi ro nó đã giảm thiểu đi rất nhiều. Ở đây chúng ta thấy, trong trường hợp này thì chúng ta thấy là cái vùng cầu ở đây này đang phát huy tác dụng này, thì rõ ràng có khả năng ở đây nó sẽ tồn tại những cái lực mua lên. Nhưng mà nhìn như thế này nhá, vùng cầu mà xuất phát cho cái lực mua lên tạo được cái đỉnh này là ở đâu? Nó là cái chỗ ông này này. Nên cái vùng cầu ở đây có thể nó sẽ chỉ là mang tính tiếp diễn, mà mang tính tiếp diễn có khả năng nó sẽ bị phá khi nó quay trở lại. Nên là cẩn thận đến mức như thế là vì như thế, vì như hôm qua là không vào là như thế. Ít nhất đấy các bạn sẽ thấy cái vùng này, đây là một cái vùng demand. Đây là một cái vùng demand vì nó xuất phát cho cái lực tạo ra được cái đỉnh này. Lý do là sao lại lấy cái vùng này? Là bởi vì là trước đó cái vùng này này nó đã mang tính chất là vùng cung rồi. Khi về đây nó muốn phá này, nó về đến đây nó tích lũy một lần nữa nó mới phá được. Nên đây mới là vùng gốc. Vùng cầu tiếp diễn như đây mới là vùng gốc để tạo ra cái lực trên này. Mọi người hình dung không? Đấy là cách mình tư duy này. Và tạo ra vùng này thì vùng gốc nữa là đây. Đó. Thì bây giờ á, là nhìn như này thì làm gì? Tốt nhất là chờ nó tạo cầu. Bán thì chả biết cắt lỗ ở đâu. Mua thì cũng chả biết cắt lỗ ở đâu. Thì tốt nhất là đứng ngoài. Và đừng tiếc những cái cú trên này, bởi vì những cú trên này thì mình nhìn nó không ra, xác suất nó không được 70-80%. Là do bản thân mình ấy, chứ không phải là do thị trường nhá. Còn khi nào mà level lên cao thì có thể nhìn những cú này thì gọi là hợp lý. Nhưng mà ít nhất ở đây là chúng ta thấy được là mình đã không ăn được cú này. Thì có nghĩa là level của mình đang nhìn ra là tại sao không ăn được rồi, đúng không? Sau một vài lần các bạn trải nghiệm, các bạn sẽ có những lúc ăn được cú này. Rồi thì bây giờ làm gì? Bây giờ chúng ta phải xét này, hai cái vùng này này nó có tính chất gì, cái vùng liệu nó có đẩy lên được không. Thì với tuần đóng cửa như thế này là thấy khó rồi. Với tuần đóng cửa như thế này là thấy khó. Nhìn là hai cái thằng này á, mọi người ghép lại thì nó vẫn sẽ là một cây nến mà thân dài mà có hai đầu ngắn, đúng không? Thì nó vẫn đại diện cho một điều duy nhất là vùng demand, à, vùng supply trên này đang là vùng supply mạnh mà. Thế nên nếu có quay lại đây á, thì bây giờ này thì là cái việc là như có những lệnh limit trên này á thì lại hợp lý hơn. Mọi người nhìn không? Là bởi vì mình thấy được là cái lực bán nó quay trở lại mà, nếu có. Thế nên nếu có mua thì là phải nên là cái vùng trên này là phải tính xem có thoát hay không. View dài của mình thì nó vẫn sẽ lên. Nhưng vấn đề là khi nào nó thoát, có thể nó sẽ cần phải gom thêm, vì các bạn biết thị trường cơ sở của nó là gì? Là cổ phiếu. Đúng chưa? Thị trường cơ sở của nó cổ phiếu. Mà cái vùng mà mua cổ phiếu thật đó, như mình đang nhìn trên biểu đồ, nó sẽ là vùng này này. Vùng này này. Đây là vùng đầu cơ này. Dọc xuống đi lên luôn này. Thì cái vùng này mới là vùng mua cổ phiếu thật. Ở đây nó đã mua rồi mà. Đó, khu vực này mới là khu vực mua tiếp cổ phiếu thật. Đây là cái đoạn mà mấy ông đầu cơ nhảy vào rút chân lên đây. Thì đây là một vùng gốc. Cái mình đang nhìn ra là như thế nè. Vùng này là vùng tiếp diễn thứ hai, nên có khả năng nếu là nó sẽ quay về các cái vùng tiếp diễn này để gom hàng tiếp, nó mới đẩy lên tiếp được. Vì số lượng cổ phiếu nói gì thì nói nó là có hạn, đúng không? Cái rổ UF30 á, mình nhìn một cái chỉ số này là để đọc cái rổ UF30 họ đang mua bán cổ phiếu kiểu gì. Giống như chứng khoán Việt Nam thì sẽ là VN Index và VN30, chứ không phải là chúng ta đọc là không hẳn là cái đội đầu cơ nó sẽ làm giá được trên này đâu, mà cái đội mua bán cổ phiếu cái mới thật kìa. Nên là nhìn vào thị trường thật. Đó thì bây giờ nhìn ra được cái điều là có khả năng nó sẽ về đến vùng này rồi nó mới bật chẳng hạn. Thì những lệnh mua của các bạn ở đây ít nhất phải là rất là kỹ, cho đến khi các bạn thấy được các yếu tố đã đủ mà mình thấy là 70% và phải tính được cái điểm thoát. Như ở đây vùng này, nói thì nói thế thôi, nhìn như này là thấy bắt đầu nó lưng chừng rồi này. Bởi vì vùng cầu, vùng cung trên này và vùng cầu trên này mới đang là hai cái vùng mà cho chúng ta thấy được là cái sự chênh lệch rõ ràng nhất giữa cung và cầu, đúng không? Còn vùng này là có dấu hiệu nhưng mà yếu. Thế thì bây giờ chúng ta lại câu hỏi đấy, quay về cái vùng nhỏ hơn.
cái này là cái công cụ nhưng nó tính cái điểm cắt lỗ chốt lời. Tắt luôn đi. Rồi, biết rồi, đêm chờ bay. Không, tức là nếu mình vào đấy thì sẽ đắp bao nhiêu phần trăm nó tính khối lượng cho mình. Đây này, cái công cụ này, không phải không. Câu đẹp. Đây. Thì cái vùng này duy nhất là do có cái chỗ này. Trước đó nó đã, đúng không? Nó đã làm cái vùng cung rồi, bây giờ nó bị phá. Thế nhưng mà bị phá nhìn ra như thế thì vùng này mới là vùng chủ đạo để tạo cái lực phá lên. Nên từ khu vực này nếu mà vội vàng nhảy vào bắt là cũng hơi mệt. Lý do thứ hai nữa là vùng cung mới được tạo ra đây. Vùng này là vùng CP đúng không mọi người? Vùng này là vùng CP đấy, trong supply demand đấy. Vùng này là vùng CP, đây là lý do vì sao không mua ở đây, bởi vì vùng CP quá gần cái vùng này. Nên là mình lại bắt buộc mình phải thôi dừng lại. Chứ không phân tích mà không theo dõi là có đủ đầy đủ điều kiện hay không là nhảy vào limit đây là ăn mà. Ăn thì nếu mà thoát đây chơi may ra còn có cơ nha. Nhưng mà nếu mà dưới swing là khả năng lại teo. Vì sao? Vì vùng cung này ít nhất ở đây này nó đang chứng minh cho sức mạnh của nó này. Lên này, lại xuống này, lên lại xuống này. Chưa mua được. Mọi người đúng không? Nên là có khả năng vùng này có khả năng bị phá không? Ít nhất là nó về đến đây hai lần rồi nào. Là có nghĩa là nếu được mua ở đây mạnh nhá thì nó phải đẩy đi được. Nhưng nó không đẩy đi được mà nó chỉ lên đến đây nó xuống thì vùng này có khả năng kích hoạt một vài lần các cái lệnh mua ở đây này là sẽ bị sập. Sẽ bị sập thì vùng này mới là vùng mà chúng ta tính đến. Nếu có muốn mua. Đấy. Vùng này, khu vực này mới là khu vực tính đến. Thế bây giờ phải chờ thôi chứ biết sao. Đứng ngoài thôi. Nhưng mà đọc được như thế này sau này mọi người sẽ quen dần á. Thì trong day trade á, sẽ có khả năng bán ở khu vực này. Mua ở đây thì hơi khó. Nhưng sẽ có khả năng bán ở khu vực này nha. Bây giờ nếu vùng này muốn mua thì nó phải tích lũy đủ lớn cho lực mua. Tức là nếu nó không xuống được á thì nó phải tích lũy đủ lớn, nên hôm qua mình mới nói là ít nhất trên H4 á là đợi nó phá được đây. Đây. Ít nhất trên H4 là đợi nó phá được cái này. Là phải đợi, lý do vì sao? Vì cần phá cái này thì nó cần phải thêm mấy cái cây H4 nữa đúng không? Đấy là gọi là thời gian, thêm thời gian vào, qua thêm mấy ngày giao dịch nó có phải cái lượng giao dịch nó nhiều lên đúng không? Thì chúng ta cần phải kiểm tra xem là khu vực này liệu là nó có gom cổ phiếu tiếp vào hay không. Nếu nó gom cổ phiếu tiếp vào thì nó sẽ loanh quanh nó ở đây. Loanh quanh ở đây rồi dần dần ra đây nó có thể bứt phá. Nên vùng này đang là vùng chủ đạo này. Cung này. Thế có phải là các vùng cung liên tiếp được tạo ra đúng không? Mà càng gần xuống nên là những lệnh mua ở dưới này là lệnh mua nguy hiểm dành cho những người có kỹ năng trading nó pro, có thời gian ngồi thì họ mua lướt, họ bán lướt thì được. Nhưng mà cái đấy thì nên có thời gian để trải nghiệm. Ban đầu thì mọi người nên, bản thân mình cũng không phải là giỏi trong cái việc này đâu. Vì sao? Vì nó chưa đủ trải nghiệm đủ lớn. Ngoài cái việc là ngồi chờ đến khi nó rõ ràng thì mình vào một phát thì lại ok hơn rất là nhiều. Nên cái đấy là mình đang tập trung vào thế mạnh. Còn cái này là nhìn ra thì sắp tới sẽ hoàn thiện, còn hơn là không nhìn ra thôi. Có ai mua mà xong mà nó xuống rồi đợi xíu nó lên nghe cắt giống cắt hòa thôi cũng dám vào. Cái đấy là cái lợi thế của cái việc đọc được thị trường. Nếu không ai có vào sai ấy, thì mình đánh giá được là lệnh này khả năng L bao nhiêu phần trăm, hoặc khả năng hòa vốn là bao nhiêu. Còn khả năng hòa vốn hay không, nếu còn khả năng hòa vốn thì lúc hòa phải té ngay. Nó hơn là cái việc là ngồi chả biết làm gì, cứ ngồi đấy mong cầu đúng không? Thì cái đấy gọi là chơi thân. Chơi theo cái gì mình thấy, đừng chơi theo cái gì mình nghĩ. Như bác là cái này, em nghĩ là bỏ ngay cái tư duy em nghĩ là khi nào em thấy thì mới vào. Mà thấy cái gì còn không thấy, tốt nhất đừng vào. Cái nhiều nhất là thực ra mình có rất nhiều anh chị hỏi mình là anh nghĩ là nó không có cửa nào xuống hết. Chẳng biết nói kiểu gì.
mà phân tích cho những người kiểu đấy thì nó rất là mệt mỏi. Anh cứ anh nghĩ là thế này, lý do là đang kẹt lẫn hướng của họ là không thích, hướng họ là không thích nghe những cái điều ngược lại. Không phải đâu, đó là tâm lý của những người chơi đồ mới. Tự nhiên vẽ ra cho mình một cái vùng xong phải dứt khoát mà về đây phải phải lên học lại xuống. Mà phải lên học là phải xuống. Đặc biệt đợt này có rất nhiều CEO của các doanh nghiệp ở ngoài gọi điện nói chuyện với mình. Cái lỗi y hệt như vậy, tức là ở ngoài mọi người kiếm tiền rất là tốt. Giỏi, nghĩ là mình ấy mà nhảy vào đây. Mình nói là em có thật với anh bầu kiên còn chết thì tầm các anh là cái gì? Với thị trường này đâu, tiền các anh kiếm được cả có chục tỷ vào đây 2 phút. Chứ chả là gì, thì lúc đấy bảo bây giờ anh mới hiểu. Tức là những người đấy thì là khi họ đã sai lầm thì họ sẽ quay lại họ sửa rất là nhanh, vì cái tư duy của họ là tư duy là hoàn thiện mà. CEO nó khác với lại anh em chúng ta, là nếu là tư duy từ chơi phủi chơi cỏ đi lên giống mình thì nó đôi khi nó không tính đến cái đó, mà chúng ta đang chủ yếu tập trung vào cái mục tiêu là cái lợi nhuận sẽ được bao nhiêu mà quên mất quá trình. Thì cái việc mà chúng ta đọc được thị trường như thế này nó sẽ cho chúng ta là cái level là nếu không may có vào sai thì cái việc gỡ nó dễ hơn. Thậm chí như ông nào mà mạnh dạn, ví dụ như có bài ở đây nhá, mà đánh giá vùng này là chưa, khả năng chưa đi được thì bình quân giá được. Vấn đề là rủi ro cao nhất chấp nhận ở đâu thì phải chuẩn bị tâm lý cho cái việc đó. Ví dụ chúng ta chấp nhận là lệnh này là 1%, coi như là dùng thêm 1% nữa để gỡ nhanh hơn đúng không, cùng lắm mất 2%, thì đấy là tư duy của người kinh doanh. Và cái máu gọi là nó sẽ là dấu ấn cá nhân. Cái người nào mà thường có tư duy là máu đánh bạc ấy, mà họ chuẩn cái đấy thì đôi khi họ làm được việc này, nhưng mình không làm không được, thường mất là mất luôn. Vì cái tâm lý của mình không thích cái kiểu là sai thì sai thêm á. Nhưng có những người họ làm được kiểu này thì cái hay nhất của mình là mình chỉ ra được điều này thì các bạn sẽ phát huy được chính cái năng lực của từng người chứ không phụ thuộc vào mình. Thì đấy là cái niềm vui của cái người đào tạo, nó là như thế, chứ không phải là làm y hệt theo tôi, làm y hệt theo tôi thì quẳng tài khoản đây, quẳng tiền đây cho nhanh đúng không, mất thì phải chịu chứ biết sao nữa đúng không. Cái lỗi của ủy thác này, đây là lý do mình chờ này. Nhưng mà chờ ở đây này, nếu như mà kể cả lúc nó vượt đây không có nghĩa là nó sẽ lên nhé, bởi vì thời gian thêm lâu nhưng mà không thấy được lực tích lũy đủ vào, nên cái điểm đẹp nhất mình vẫn thấy là phải phá được khu vực này, hoặc ít nhất nó phải tạo được một cái đỉnh ngang với này để nó chứng minh là cái vùng mua ở đây nó đủ mạnh cân bằng với cái lực bán ở đây. Thì khi mà nó tạo được cái đỉnh ngang với thằng này này, lúc đó nó có quay xuống thì lúc đó mình mua nó không thể muộn, xác suất nó lúc đấy nó sẽ tăng lên khoảng 80-90% nếu như mà chúng ta cố gắng kiên trì. Thì trong cái giai đoạn đó thì có lướt đi lướt lại thì ok, là mấy ông có kỹ năng trading thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Em có một câu hỏi, tại vì cái vùng mà phía dưới ấy, là mình đánh giá nó là một vùng cung, nhưng mà trên đó thì nó lại là tạo thêm hai thằng cung tiếp diễn nữa. Vùng thì phía dưới lại sao là vùng cung? Không, ở cái chỗ mà anh mới chỉ đây, đúng rồi, đó là một cung, thì trên đó là ba, có hai thằng cung tiếp diễn nữa. Thì nếu mà nó phá được cái thằng cung mà ngay cái đường trên á, mà nó còn hai thằng cung tiếp diễn kia nữa, thì nếu mà mình mua ở dưới mình kỳ vọng nó lên trên thì có phải là hiểu nhé. Dạ. Bình thường nếu mà các bạn lỗi price bình thường á thì các bạn thấy nối hai cái vùng này này thì là phá được, là khu vực này là có thể mua này. Dạ. Nhưng mà quên một điều là đánh giá những cái vùng mới được tạo ra này này. Đúng rồi. Quên những điều đánh giá vùng mới được tạo ra, hai vùng này được tạo ra gần nhau, nó không cách xa nhau quá nha. Thì chỉ cần là thời gian đủ lâu và ông này mà tạo ra được một cái đỉnh gần đây này thì chứng minh cho ta một điều là cái lực mua ở dưới này nó đã đủ mạnh. Lúc đấy mới tính là khả năng phá vùng này là có. Vì sao? Vì ông này với mày quá gần nhau. Mọi người hình dung không? Còn nếu trên line này nhiều ông sẽ cãi nhau, bảo tôi thì nối vào cái chỗ đóng cửa, tôi thì nối vào cái dâu. Đấy là cái bị phụ thuộc vào chỉ báo ấy. Cái trên line này ấy, nó chỉ là gì? Nếu như đúng theo tiêu chuẩn của mình là nối các vùng giá có tính chất giống nhau. Vùng này là ông bán thắng hoàn toàn đúng không? Vùng này có phải ông bán thắng hoàn toàn không? Vùng này phải không? Vùng này phải không? Thì nối nó vẫn đúng mà, đâu có gì sai đâu. Thì đây chúng ta gọi là hiểu nguyên lý đấy, chứ không phải là hiểu bề mặt. Nên là như ông bảo, ô đây nó phá chỗ này rồi thì chỗ này chắc chắn nó sẽ lên. Thế đến lên lúc nó xa lại không, tại sao lại bảo mẹ cái thằng chen line không dùng được. Ô không bao giờ dùng chen line nữa. Ngày xưa có bạn nói mình là em không tin kháng cự hỗ trợ nữa.
Cái cơ bản nhất thì... cơ bản em không tin nữa, vì lần nào bảo em chết bảo thế mày tin cái gì rồi. Mà nó mất 7 năm nha. Đang bỏ cho đến khi mình từ Hà Nội quay lại trong này là lúc đấy nó mới bảo ồ đến bây giờ em mới hiểu. Vậy á, tức là nó bị hạn chế vì cái kiến thức nó bị về mặt. Mà nói thẳng ra luôn là tất cả những cái mà mình chia sẻ ra đây này, cái nguyên lý gốc của mình là hiểu về nguyên lý về kinh tế vĩ mô nó vận hành, sau đó là hiểu nguyên lý đó, sau đó là nó biểu hiện ra trên cái biểu đồ của mình như thế nào. Lúc đấy mới đọc, gọi là đọc nến. Nếu không các bạn sẽ dùng, chỉ cần dùng hai sàn mở cửa khác nhau các bạn ngáo ngơ luôn, đúng chưa? Mô hình mà ông, ví dụ ông ít nét này là ông ít nét là GMT cộng 0, nến H4 nó khác hẳn ông nguyên do này. Thì bây giờ cùng một vùng nó có tính chất giống nhau, nhưng bên kia là một cây nến rất là ngắn, ông này thì cây nến là bên này break sang bên kia không break, mà cuối cùng nó vẫn đi đúng thì cuối cùng là chết. Là thế, vậy thì những ông nào mà dùng mô hình thì dùng sàn kia đâu có mua được đâu, đúng không? Do không hiểu nguyên lý, không hiểu, không đọc được tính chất của vùng giá. Còn vùng giá này nhìn như thế này á, đến bây giờ vẫn không mua không bán được, vì sao? Bởi vì vùng này có khả năng yếu, mà vùng này thì chưa biết là nó có đủ mạnh hay không, nó nằm kẹt giữa cái vùng lưng chừng. Thì nếu chúng ta vào đây nói thẳng ra là đang trading theo thủ thuật, đang trading theo thủ thuật nên là xác suất nó không có cao, mình không thích kiểu đó. Tức là cái thị trường cơ sở của nó chưa đủ sức bật. Nên là với nếu như ai sử dụng nến trơn không á, muốn day trade trong ngày thì phải đọc được những cái điều này. Nên các bạn nói là chỗ này có người mua được không? Có. Vì sao? Vì rất nhiều người mua nó mới đẩy lên được như thế này chứ, đúng không? Nhưng mà với cái việc nó lao vào mầm xuống này dám mua không? Là bởi vì là mình không đọc được tính chất vùng giá nên là không dám chấp nhận cái rủi ro. Không dám vào lệnh là vì không dám chấp nhận rủi ro, đúng chưa? Công ạ, đâu rồi? Em để cái máy ra chỗ sau bạn ấy cho quay màn hình với quay cho các bạn. Nhưng nếu không thấy tiếng không thì... Anh, nhưng mà nếu mà sử dụng cái vùng đó này, mình sử dụng Fibo thì sao? Fibo thì mình có thể bành bắt được cái vậy thì đó. Vậy thì phải quay lại là định nghĩa về Fibo của em. Fibo nó là cái gì? Bởi Fibo nó cho chúng ta cái mức là tâm lý. Yeah. Mức tâm lý là mà họ nó vẽ sẵn ra, đúng không? Thực tế ra là nó là một cái thước, thì quan trọng nó là cái người dùng cái thước, chứ không phải là ví dụ như Fibo em có thể vẽ đặt gốc trên này, nhưng có ông không thích, ông lại bảo tôi đặt gốc ở đây có lý do riêng thì sao? Khác nhau về tiêu chuẩn nên cái gốc cuối cùng vẫn là em đặt ở đâu, vùng giá nào, và nó phải là vùng gốc, nó phải là cái vùng gốc mà xuất phát cho lực cung lực cầu á. Nên trong trường hợp này giả sử như em đặt ở đây thì cả anh với tiêu chuẩn của anh á thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn những ông mà không, tao chỉ ăn ngắn nên tao đo đoạn này đến đây thôi để ăn được cái cú này, vì chỗ này đến đây khả năng là chỗ này là 61.8 đó. Thế khi các bạn hiểu bản chất thì nhìn không cần vẽ các bạn có thể hình dung được là nó ở đâu mà. Còn sau khi lên đây thì có cái đáy này thì ông lại bắt đầu đo từ đây đến đây để ăn đoạn này, đúng chưa? Kiểu đó thì do là tiêu chuẩn khác nhau hoàn toàn. Nên nếu hỏi là anh dùng Fibo được không thì thực tế là anh không, bởi vì anh có bao giờ anh dùng nó đâu. Thực ra là mình phải tư duy vào đây cái mà Tuấn Anh đang nói, tức là bạn đang nói về cái trường phái trade là swing. Nên là mình tư duy ở trong cái phân tích từ đấy đến giờ là dẫn là cái swing. Còn nếu như mà sang một cái chiến lược là day trade thì chuẩn, lại phải tư duy chuẩn hơn nữa là tư duy về đọc thị trường. Mà đọc thị trường thì khi mà cái swing nó đạt yêu cầu thì các bạn day trade thoải mái theo nó. Đúng rồi. Hình dung giả sử như mình đọc từ đây đến đây nhé, thì là lệnh day trade chỉ ưu tiên cho lệnh bán là ăn cuối luôn này. Giống như ngày trước là mình mua từ đây này, đây khu vực này lên đây này, thì là day trade là lệnh buy á, ăn cuối luôn. Nhưng vấn đề là khi mình nhìn thấy nó lên đây 70-80% thì những lệnh mua được ở đây thì mình lại thấy là tội gì mình phải cắt. Nó khác với lại các ông day trade là ở trên cái cắt mua dần hình dung không? Nhưng mà nếu mà mua sai, ví dụ mua ở đây là vỡ mồm
đúng chưa? Ừ. Đấy là lỗi của những ông DJ nha, dễ chết. Còn mình mua được tít thế này thì chỗ này mình kệ. Đúng rồi. Chỗ này mình kệ nó và chấp nhận được cái vấn đề là chấp nhận được cái chỗ này này. Chấp nhận được lúc nó tọt xuống đây này. Thực ra không kệ đâu. Hơi bị nhiều tiền đó, cũng xôn xao. Nhiều tiền đó. Phải vượt qua thôi. Đánh đổi mà. Muốn ăn đến đây thì phải vượt qua được những đoạn này. Thì cái đấy mình nói là swing là niềm tin dựa trên những gì mà bạn tạo dựng được thành cơ sở. Và cơ sở đấy mới giúp cho bạn đủ vững. Mình thì mình ok, mình để được. Đến đây mình vẫn để được, nhưng nhiều ông là ngáo ngư. Vào theo là bắt đầu ngáo ngư. Mọi người đúng không? Nên là cái quan trọng nhất là đọc được thị trường như thế nào sẽ như thế nào, chứ không phải là cứ dựa vào cái mô hình hay là biểu đồ để chúng ta vào. Lúc đấy mô hình hay biểu đồ nó chỉ còn mang tính chất là hỗ trợ chúng ta cái vào ra như thế nào. Nên cái trường hợp mà muốn day trade được khi các bạn đọc được này thì là những vùng giá như này các bạn có thể day trade, nhưng xác suất cao là sao? Bởi vì các bạn biết được là cái mình sẽ cần thoát sớm, tất nhiên là nó sẽ có quy tắc, và mình có ra được một cái bộ quy tắc day trade á, thì cái trong quá trình mà nếu sau này mọi người mình sẽ đưa làm chuẩn theo như thế thì gần như là xác suất nó sẽ rất là cao, và nó sẽ vượt xa cái quy tắc của các bạn đang được nghe trên mạng rất là nhiều. Vì trên mạng chúng ta đọc RR đúng không, bạn cứ cắt lỗ 1-2 là ok rồi, là RR ít phải 1-2 trở lên. Nhưng quên mất một điều là 1-2 đấy là một lệnh là bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ thắng là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ bây giờ mình bấm bài này, tỷ lệ thắng là bao nhiêu phần trăm? Nếu là chỉ thấy mô hình là 50-50, chỉ thấy cái bề mặt ấy là 50-50 thì là chắc chắn là không dùng được. Nhưng mà giả sử mình đọc được đây là 70% là ăn, 70% nó sẽ bật. Và quy tắc day trade của mình với US30 là cắt khoảng là bao nhiêu? Trong những trường hợp như này thì cắt khoảng là 1-200 điểm ạ. Thì là xác suất đạt sẽ cao. Giống như với những cặp đuôi gì, hôm trước anh đưa cho bọn ba người đúng không? Những cặp đuôi gì là khoảng 50-70 pip. Và những cặp mà đuôi USD thì nếu day trade mà chuẩn xác suất cao hơn thì khoảng 30-50 pip và chúng ta nên té. Vấn đề là ví dụ trong 100 lệnh mà chúng ta thắng được 70-80 lệnh là ok. Chứ không nhất thiết phải cứ 1-2-1-2, tùy từng trường hợp. Nào mọi người, hình dung chỗ này có ai muốn hỏi gì nữa không? Khi đọc được swing nhá, thì auto là vào day trade nó dễ. Cái đọc được thị trường á, gọi là nên là cái ông FOMC trong cái cuốn thị trường ngoại hối ông nói là thị trường đang trong giai đoạn nào mà. Giai đoạn nào, nếu giai đoạn có trend thì chúng ta dùng những kỹ thuật theo trend. Giai đoạn không có trend thì là những kỹ thuật theo biên độ. Tức là kiểu nào cũng phải nhảy. Còn nếu mà thấy là ở cái khu vực nào mà không nhảy được, mình không phải thấy mạnh thì tốt nhất bỏ nó ra. Chấp nhận. Làm nhiều như thế thành cái gọi là quen tay ấy, thì ông gọi là tinh thông. Tức là theo đuổi sự tinh thông chứ đừng theo đuổi sự thành công. Vì khi các bạn làm tinh thông thì cái thành công ấy, khi chỉ làm đúng quản trị rủi ro là quay nhìn lại là thấy thành công mà. Kết quả nó sẽ là một cái sự thành công cho các bạn. Nó sẽ hơi nhàm. Nhàm chán ấy. Và gần như là ít khi tương tác nói chuyện với ai lắm. Thật bởi vì mình cần tập trung vào cái của mình mà. Trừ phi là một nhóm cộng đồng đấy cùng một tư duy, cùng một hệ quy chiếu thì nó ok. Chứ như mấy cái nhóm mà thực ra mình tham gia ở mấy cái nhóm thì gọi là cho vui giải trí stress thôi, chứ còn nó không có tác dụng gì cả. Thậm chí là tác dụng đi ngược lại với ai những trở thành chơi đôi chuyên nghiệp, bởi vì mỗi ông một cái tiêu chuẩn mà cái người vào chả hiểu cái tiêu chuẩn của ông dùng là cái gì. Vì sao? Vì không được đào tạo chính quy. Hai là cái nơi hổ lún, ông nào nói cái này ông nào nói cái kia làm chúng ta bị phân tâm. Nó chỉ có tác dụng là kết nối cộng đồng ấy thôi, chứ còn nếu để lên level chuyên nghiệp thì không có tác dụng. Bởi vì thế mình không có làm cộng đồng, mà có làm thì sẽ phải theo luật của mình, ai vào được thì làm, đi theo đúng cái luật đó, không có lăng nhăng, nó không nó loãng, nó sẽ bị cái gì, nó bị fail group, nó thành cái nơi tào lao, không cùng. Bây giờ là đoạn này có ai muốn hỏi gì nữa không đã nào? Ai ở đây chỉ dùng đến chơi? Em không chị dùng đến chơi về cuối cùng chị đi chơi cái này không ông nhưng mà nó phải bổ ý đó. Em là cái supply demand, đúng rồi. Cái phương pháp supply demand mọi người đừng hiểu nhầm
cái phương pháp supply demand đấy với lại cái cung cầu. Cung cầu nó là bản chất của thị trường. Cái phương pháp đấy ông ấy dùng đúng cái tên đấy đặt ra, tức là dùng nến để làm nhiều ông nhảy vào là cung cầu, có nghĩa là nến. Là các mô hình cái kiểu giống như ông Alfonso với ông Fuller ông dùng á. Cung cầu phản ánh có nến. Đâm ra là lại leo ngọn cây. Hiểu thì không hiểu hết được level của ông ấy. Mình khẳng định ở Việt Nam cái level supply demand mà hiểu được ông Alfonso với ông Fuller á, 20% cái kiến thức của ông ấy đưa ra. Đấy là còn nhiều. Đấy là còn nhiều đấy. Làm sao mà đủ level như ông được? Ba mấy cái ông dịch lại ấy thì gọi là tham thao tất bản, nên diễn giải theo cách của mình. Mà nhưng tức là tự diễn giải theo cách của mình, nó đưa ra thành ấy, rồi là anh em lại tung hô lên phương pháp này phương pháp kia, đâm ra hóa ra lại hại cả một cái cộng đồng. Trong đó là vừa hại họ là vừa được họ tung hô. Còn gì nữa đúng không? À, các bạn chết mà không biết được lý do tại sao chết, thậm chí là chết một cách từ từ, nó không khác gì cái con cá nằm trong nồi mà cứ cho nước nó ấm ấm dần lên rồi đến lúc sôi rồi không biết đó, kiểu đó. Nên mọi người phải tỉnh táo và minh bạch, bám vào bản chất của thị trường là cung cầu. Mà cung cầu ở đây là mình đang nói là cung cầu trên thị trường cơ sở, bởi vì bản chất chúng ta đang đặt cược nha. Chân mượn cái bút. Đây là mọi người hình dung là nó thế này này. Thằng Interbank như này. Ông Banh này nó, ông ấy tạo ra tỷ giá. Cái tỷ giá này được cung cấp cho các broker. Thì bao nhiêu cái loại broker thì các bạn tự tìm hiểu. Ông STP rồi ông ECN thì thế này thế kia nha, các bạn tự tìm hiểu. Tóm lại là broker. Thì cái ông này á, mua bán ở đây này. Ví dụ như là các công ty xuất nhập khẩu, nó mua bán ngoại tệ, hay là các tập đoàn đa quốc gia như thế này thế kia chẳng hạn, hoặc các ngân hàng trung ương này, nó phải mua bán ở đây này. Ví dụ như anh em mình có tiền là chúng ta là tiền Việt Nam đồng đúng không? Chúng ta vào ở đây là chúng ta vào đây này, sell GU chẳng hạn đi nhá. Chúng ta sell xuống. Thì không phải là chúng ta bán G để mua U, mà chúng ta đang đặt cược vào cái ông bán G với mua U ở đây. Hiểu không? Lệnh này á có vào được đây hay không á thì không đến lượt chúng ta nghĩ. Vì đây là phủi với cỏ mà bao nhiêu tầng broker sao biết được. Đúng không? Bao nhiêu tầng broker sao chúng ta biết được. Nên là nhìn là phải đọc được câu chuyện ở đây. Lý do đấy vì sao mình nói là nên đọc từ tháng trở xuống đến bèo đến đê là vì sao? Là bởi vì ít nhất hết một ngày giao dịch thì chúng ta có 3 thị trường Á, Âu và Mỹ đúng không? Đủ để cho mấy cái ông lượng thần này nó cô đọng và nó xem được là cái lượng cung cầu trong ngày nó có xảy ra cái sự chênh lệch như thế nào hay không, hay nó có tạo ra chúng ta những cái vùng giá mang tính chất là cung bắt đầu tích lũy mạnh hay cầu bắt đầu tích lũy mạnh không. Lúc đấy thì tập hợp của những cây đến D trở lên á cho chúng ta nhìn điều này dễ hơn, thì cái việc đặt cược của chúng ta nó ok hơn rất là nhiều. Nên là những ông nào mà cái tầm mà anh chỉ nhìn H4 trở xuống thì mình nói thật tránh xa cho nhanh. Thật đấy, lý do là mình nói là này, không bao giờ lên được level chuyên nghiệp. Vì sao? Vì bản chất là ông không hiểu. Mà cái tầng kiểu như H4 đổ xuống thì mình nó thật đánh lô nó còn hay hơn. Bèo.